Hello, hello, hello. What's up, what's up, what's up? What's up, bro? Nghe tay thôi, leader nhà ghi tên sai. Chương 1. Chương 1 game. Rồi, tập trung anh em ơi. Tập luyện cho chung với thế giới chứ. Rồi. À, mà tại sao mình phải lát ta? Ừ, vậy là mình đến lúc kết thúc phải không? Đại sư. Có một game. Không có pha đầu đưa lát thì sao có pha sau này được. Hay lắm. Bắt tôi cút. Ôi. Trái. Nè 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 gướng 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 nè. Gướng nè. Ây da. Để sắp mình ra chưa? Bắn lé nè. Bắn lé cái nữa thì sao? Phan này giả bộ nhìn vô đây nè, nhưng mà bắn gift nè, đâu biết. Đang né trọng á. Nè, Phan này nhìn đây nè, bắn cái nữa nè. Đúng. Né nè. Rồi, trời ơi, trưởng kìa. À, em trai ơi, Phan này trưởng chúng nó chết luôn em trai. Double kill cho anh nha, double kill cho anh nha. À, rồi quy chúng rồi, không có chuyện gì xảy ra rồi, em trai ơi. Hay dạ. Hay dạ. Hay dạ. Trời tùm lum luôn, tự nhiên gói nho luôn rồi. Phải thế chứ, phải thế chứ. Phải như thế chứ. Ờ, tập trung nè, đủ rồi đó. Quýn không một hết suốt nè. Xương cay hết tức cái. Nói trước anh thích tới một cái mà phải có áp lực mới thành công nữa. Sir. Mấy ông kênh chat nói rồi, đơn nó hay biến về lõi lắm anh em. Đơn đừng biến về ở trong giải nữa. Giờ cút kinh nghiệm chán về nhà luôn. Tiếp thu góp ý của Fear đó. Tiếp thu rồi đấy. Chứ bình thường đứng đây biến về đó. Nể mấy ông lắm á. Thương lắm mới nghe nha. Hello Ezai. Cái đậu xanh nó cái gì vậy? À, sao tôi nó quýnh được vậy ta? Ghê vậy? Ảo ma Canada chứ sao xử lý pha nó được vậy? Búng cái là có mạng nè. Ây da, thêm miếng đạn.
dấu tên đã huy sợ 10.000 đồng. Mình không nhiều tiền nhưng để ủng hộ idol thì bài vũ ca làm mình giàu lên. Cảm ơn dấu tên nha. Cứ một pha solo kill thì 10k làm tới hen a thợ. Cảm ơn dấu tên nha, thiệt không vậy? Solo kill à, solo kill à. Thôi, từ đây tới cuối game bao nhiêu mạng là bao nhiêu đó su đi. Solo kill cái gì? Tôi, người chơi làm đội, ok. Tôi là người chơi làm đội. Rồi, 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 bắt phong, bắt phong. Phong đi lẹ, phong đi lẹ, phong đi lẹ. Nó gọi cái này đơ từ lúc mà đơ nói hả, đơ phê một cái đơ hết đứt một cái, anh em thấy đơ có phèo không chứ không hết đứt nhá, chơi nhá, uy tín nhá. Hai chục lắm, không cho nó cơ hội luôn, lên này là không cho nó cơ hội win luôn, không cho nó bất cứ cơ hội win này. À. Dấu tên đã rescan 10.000 đồng cộng 1 red. Mạng kia có Kama rồi. Ồ, gì vậy? Hơi lỗi nha. Kiếp. Anh em cho tôi đi lẻ nha. Đừng đi chung với tôi. Ưởng cái dài cái phần này bắn 3 bắn 4 à. Nhỏ mà đòi két của anh hả? Đó anh cỡ mười mấy tuổi là mấy pha này beta kill rồi đó. Tại vì anh 23 thôi, 23 lấy qua ga thôi. Chứ hồi nhỏ là mấy pha đó là anh beta kill rồi đó. Chứ đâu mà đòi két. Beta kill kìa, vô tăng coi. Cộng 1 triệu. Nãy ông nào kêu beta kill 1 triệu đâu. Cái gì vậy? What the hell? What the fuck? Nè, tự nhiên cái thằng cà thớt nó đi từ nhà ra, cái team mình quýnh nó trắng máu, cái DG tôi ăn mạng nào. Nói cho anh em nhấn like subscribe kênh cho đỡ nha, mình ăn nhiều.